đoàn khảo sát của Ban tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc với thành quỹ Cần Thơ về kết quả 10 năm thực hiện kết luận số 100 của Ban bí thư khóa 11 về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thành ủy. Đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo thành ủy, quỹ, quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở ban ngành thành phố. Qua 10 năm qua, thực hiện kết luận số 100 công tác điều tra nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực về nội dung phương thức hoạt động, các nội dung báo cáo định kỳ chuyên đề đột xuất, thể hiện khách quan, trung thực, các luận ý kiến dư luận về vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, tư tưởng, kinh tế xã hội của thành phố. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội chủ động đề xuất, tham mưu, dự báo, giúp cấp quỹ lãnh đạo chỉ đạo định hướng dư luận xã hội, phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Phương thức điều tra dư luận xã hội được các cán bộ đổi mới từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến, giúp công tác triển khai phiếu điều tra đến thành phần khảo sát kịp thời, độ bao phủ rộng, về cập nhật xử lý số liệu nhanh, khoa học, hiệu quả. Các cán bộ chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm SPSS trong công tác điều tra xã hội học để phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả, số liệu các cuộc điều tra xã hội học, đánh giá cụ thể và so sánh, đối chiếu kết quả giữa các thành phần thông tin thu thập cấp quỹ chính quyền quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội từ thành phố đến cơ sở có bản lĩnh chính trị chuyên môn nghiệp vụ hiểu biết về các lĩnh vực có trách nhiệm khả năng nắm bắt xử lý thông tin đối thoại thuyết phục giải thích và định hướng thông tin đối với dư luận